10 sự thật ngỡ ngàng về lòng người bạn chắc chắn phải biết ngay. 1. Hãy trân trọng mọi người như không có ngày mai. Nếu một ngày nào đó về với cát bụi, sẽ không còn luyến tiếc. 2. Nếu ai đó tiếp tục làm tổn thương bạn, đừng hoảng sợ, hãy chấp nhận nó. Nỗi đau làm ta trưởng thành, còn kẻ thù là tờ giấy nhám mà tạo hóa ban tặng để ta tỏa sáng. Cuối cùng ta phải dứt bỏ tờ giấy nhám vô giá trị. 3. Tôi không biết chìa khóa thành công là gì, nhưng tôi biết chìa khóa của thất bại là cố gắng làm hài lòng tất cả mọi người. 4. Hãy cao giọng nếu bạn có những từ ngữ mạnh mẽ hơn, nếu không, hãy giữ im lặng. 5. Đừng ném bùn vào người khác, bạn có thể ném trật tay và chắc chắn tay bạn sẽ bị bẩn. 6. Đừng bao giờ ép buộc ai đó làm điều gì đó mà họ không muốn làm. 7. Bớt nghe, bớt nói, bớt nhìn, giữ tâm thanh tịnh mới là thảnh thơi. 8. Xã hội có thể xô ngã bạn, tình yêu có thể rời bỏ bạn, bạn bè có thể rời bỏ bạn, chỉ có cha mẹ là có thể ở bên bạn mãi mãi. 9. Mọi người khác nhau không phải ở giày dép hay quần áo, mà là ở cái đầu của họ. 10. Bầu trời tối dần và con người thay đổi. Đời còn dài, đường còn dài, chỉ có thể dựa vào chính mình.